Hiện tại là đang cúng cơm hai bàn mâm chay cho cậu nha cả nhà. Hai mâm cơm chay cho cậu nha. Hiện tại là khán giả là cũng khá là đông đến viếng cậu giữa một trưa hè nắng gắt. Hiện tại đang cúng cho cậu hai mâm cơm chay với mấy chục chai nước sâm. Ăn cơm uống sâm cho nó mát. Hiện tại là vẫn có khán giả đến nha cả nhà. Khá là nắng nhưng mà người hâm mộ đang đến với cậu nha. Rồi xong, lọt cái hầm. Rồi cho thư thư đó. Được rồi. Có một chai là 6 rồi. Ké thì mình xuống là nóng quá. Ké đi máy chị tắt hoài luôn, nóng quá. Nắng quá nó tắt, nắng quá thì nó tắt. Mình cũng muốn tắt theo nó đó. Anh ơi. Vào. Anh néo qua bình. Dê cho nó đẹp đấy. Đúng rồi. Gì đó cho nó hình nó đẹp. Ông né cho cái hình nó đẹp coi. Wow, quá đẹp luôn. Hiện tại đang cúng hai mâm cơm chay cho cậu với mấy chục cây nước sâm cả nhà. Cúng một mâm. Vì mình cũng cúng một mâm chay. Mà hình như anh đi không cúng cái chay hết ta. Không cúng cái cây với bông nhiều hay là đó là nước của anh chị đó thì cúng nước là nhiều, còn như mình thì thiên về là trái cây với là bông hoa. Như mình là có là xét phải không? Khá là đông cả nhà. Bữa trưa cúng cậu cũng khá là đông ha. Bà con cô bác nào chưa có dù, ở trên kia có hai cái dù đó, lại đó lấy cứ là mình hỗ trợ miễn phí. Mình ấy xong khi nào về thì mình máng rồi đó thôi. Đó là mua cho con đó. Khá là đông đó nha. Hiện tại buổi trưa mà quá đông luôn. Mà hình như là hai anh em mình hai chương luôn đúng không? Thôi anh về luôn. Hai chương. Cầm mỗi tay lắm. Để một cái nón cái dù mà đội lên cái đầu luôn giống người Trung Quốc á. Cái cô đó giống cô Ngọc Quyền quá ha. Tóc còn dài á, tưởng Ngọc Quyền á. Đẹp quá. Nàng Tài thêm có nghề rồi. Nàng Tài có nghề làm mà chơi dù nữa. Bữa nay em có thêm nghề mới là chơi dù. Thì bà con Di Minh cũng thông báo ha. Quá trời món cả nhà. Còn mấy chục món á trời. Bà con cô bác khi mà đến đây. Cây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. 20 món. Ê, 25 món chay. Cảm ơn đến cô Lon, chị cô 25 món chay với một mớ nước sâm nha. Yêu cho lương. Gửi tiền cho con cúng đây cho cậu Năm. Cảm ơn cô La. Quy động lực lượng cho vô. Có thấy vô không? Quá trời vô chưa? Qua đây nè chị. Giờ mình phải làm cái đội mà chuyên cây vô cho khách mới được. Nè. Nay mộ cậu vui cái nhà có dù. Mùa nắng thì làm thêm mùa nắng, mùa mưa thì là mưa hả? À, người Việt Nam mình rất tiền ở phía nhà nắng thì mình có cách xử lý của nắng đúng không? Mấy mốt mưa có phát áo mưa không? Có luôn. Giờ cái dù mốt phát áo mưa luôn người ông bộ. Hai mâm cơm thì rất đẹp á, cũng còn năm. Anh em mua hai cái miếng giấy này, hai cái miếng trải bàn này rồi rất là hay luôn á. Quá là đẹp luôn. Hình như này 20 món á trời. Hai chơi cái bà này 20 món á có. 30 món đó. 30 món hả?
nhập vô. Đây mẫu cậu nay mẫu cậu vui, cái nhà sinh động rồi, xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng tím tím quá trời luôn. Nay mẫu cậu là đủ sắc màu luôn, xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng tím tím. Chỉ có mẫu cậu và Vũ Linh mới có cái hiện tượng này thôi cả nhà, còn chỗ khác không có nha. Bữa nay nổi lên cái vụ. Ủa giờ đứng đó giống trưởng tộc quá vậy? Hai người đứng đây. Tự nhiên hai người đứng hai cái dù đứng đó. Chỉ có mộ cậu thấy cảnh này cả nhà. Chỉ có mộ cậu. Chỉ có mộ cậu Năng Vũ Linh mới có cảnh này nha. Ở chỗ khác không có cảnh này nha, chỉ có mộ cậu mới có cái này thôi. Có đám tang khá lớn đi ngang mộ cậu cả nhà. Bị kẹt xe rồi. Không bao giờ ngu ngơ nha cô chú. Mình đã yêu quý một thân thần của mình. Vì dù bữa nào mình đi đến. À chào chị. Chỉ có một con năm mới có cái cảnh này đó nha. Xanh xanh đỏ đỏ, xanh xanh đỏ đỏ. biệt đội che dù. Đây nhà trai. Độc lạ Bình Dương. Chỉ có mộ cậu mới có thôi. Đúng rồi, có mộ cậu mới có thôi chứ ngoài ra không có ai có đâu. Đúng rồi. Chú đi thoải mái, con che dù rồi chú ạ. Ai mà bước vô địa phận đây là che dù hết. Ai vô đây được phủ mát hết. Tôi lại đứt cái ông già cho đỡ. Độc lạ Bình Dương cả nhà ơi. Chỉ có mộ cậu mới có hiện tượng này cả nhà. Mùa nắng thì tác nghiệp theo mùa nắng, mùa mưa thì tác nghiệp theo mùa mưa. Hiện tượng gì chị? Hiện tượng độc lạ Bình Dương. Dạ, hiện tượng dù không? Hiện tượng độc lạ chỉ có ở mộ cậu. Quá lạ. Che dù của tiêu. Che dù cho cậu, cậu xúc động lắm á. Cậu phù hộ cho làm ăn tốt. Gì vậy? Điểm tựa đó hả? Thật ra thì cũng nghe bao lâu nay cũng mấy tháng rồi. Mình cũng rất là ái mộ nghệ sĩ Vũ Linh. Mà do công việc rồi này nọ, với lại nghe lùm xùm gì cậu cháu gì giành giật rồi chia chác gì nó buồn.